Tứ Phủ Chầu Bà là hậu cận của Tứ Phủ Thánh Mẫu. Tứ Phủ Chầu Bà gồm 12 vị cai quản khắp trên rừng dưới nước, khắp bốn phương tám hướng trên đất Việt Nam ta. Trong Tứ Phủ thì Tứ Phủ Thánh Chầu đứng sau ngũ vị Tôn Ông và đứng trên Tứ Phủ Thánh Hoàng, Tứ Phủ Thánh Cô, Tứ Phủ Thánh Cậu. 1. Chầu Bà Đệ Nhất. Tên đầy đủ: Đệ Nhất Thượng Thiên Công Chúa. Tước phong: Đệ Nhất Hoa Nương Công Chúa làm việc Thượng Thiên, Đệ Nhất Thượng Thiên Công Chúa. Thân thế: Chầu Bà Đệ Nhất được dân ta huyền hóa qua đời thứ nhất Mẫu Liễu Giáng ở Vị Nhuế, Nam Định. Ngài là hiện thân của Thánh Mẫu Đệ Nhất, thuộc dòng Ni Tu, ít khi ngự đồng. Trang phục của ngài là áo đỏ khăn hồng, khăn buồm. Ngài làm việc trong nội cung phủ dày. 2. Chầu Bà Đệ Nhị. Thân thế: Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn Công Chúa theo dân gian tương truyền là con gái gia đình người Mãn ở Đông Cuông. Tên húy là Lê Thị Tiệm, vợ của ông Hà Văn Thiên, người tài được triều đình giao cai quản vùng Đông Cuông. Bà là hóa thân của Mẫu Đệ Nhị của Chúa, bà là hình mẫu của dân ta trên cõi Thượng Ngàn. Chầu bà hạ sinh vào giờ Dần ngày Mạo tháng Giêng năm Thân. Có tích nói ngày Mạo tháng Mão năm Thân thuộc thời Lê là con vua Đế Thích Thiên Đình. Ngày tiệc của bà là ngày Mão đầu tiên của năm. Quyền lực: quyền của Chầu Bà là cai quản 36 động sơn trang. Đền chính: đền Đông Cuông. 3. Chầu Bà Đệ Tam. Tên đầy đủ: Đệ Tam Thủy Tinh Công Chúa là sự hiện hóa của Mẫu Đệ Tam. Đền thờ chính: đền thờ Chầu ở đền Rồng, đền Nước, đền Hàn Thanh Hóa, đền Mẫu Thoại Lạng Sơn và các cửa sông cửa bể. 4. Chầu Bà Đệ Tứ Khâm Sai. Tên đầy đủ: Đệ Tứ Tùy Tòng Công Chúa theo tương truyền là bà Chiêu Dung Công Chúa, là tùy tướng của Hai Bà Trưng, một trong 8 tướng Hồng Nương. Nhiệm vụ: Chầu là tùy tòng hầu cận bên Mẫu Tam Tòa, làm việc nội cung, quản lý sổ sách trần gian. Đền chính: Chầu mặc áo vàng chít khăn buồm. Hiện có đền Chầu ở Phủ Dày, đền Cây Thị Thanh Hóa, đền Thượng Lào Cai, đền Chầu Đệ Tứ Gia Lâm. 5. Chầu Đệ Ngũ Suối Lân, Chầu Năm Suối Lân. Sắc phong: các triều đại gia phong anh hùng liệt nữ. Đền thờ chính: đền thờ Chầu hiện nay ở cửa rừng Suối Lân Lạng Sơn. Chầu Năm Suối Lân, Chầu Năm vốn là người Nùng. Dưới thời Lê Trung Hưng, còn có tài liệu ghi lại rằng Chầu là công chúa tìm nơi thanh vắng. Đền cảnh Suối Lân thì Chầu ở lại giúp dân. Theo lệnh vua, Chầu trấn giữ cửa rừng Suối Lân bên dòng sông Hóa, coi sóc khắp vùng sông Hóa. Ở đó Chầu không chỉ trấn giữ nơi sân lâm mà còn giúp dân làm ăn, dạy dân đi rừng, làm nương. Sau này, Chầu hóa tại đó và hiền linh giúp dân thuần phục mọi loài ác thú, trừ diệt sơn tinh, ma quái. Tương truyền vào những đêm thanh, Chầu hiện hình cùng 12 cô hầu cận bè lái giữa dòng sông Hóa. Thông thường thì Chầu Năm ít ngự đồng hơn là Chầu Lục. Chầu chỉ thường ngự trong ngày tiệc vui hoặc những ai sát căn về Chầu thì mới hay hầu. Tuy nhiên Chầu Năm cũng là vị Chầu bà trên sơn trang, nên có đôi khi người ta cũng thỉnh Chầu về chứng tòa sơn trang. Chầu ngự về đồng thường mặc áo màu lam. Bây giờ ở một số nơi, để tránh áo Chầu Năm trùng với áo Chầu Lục thì người ta thường dâng Chầu áo xanh thiên thanh và coi đó là màu áo của dòng Suối Lân, hoặc Chầu cũng có thể mặc áo màu xanh như của Chầu Đệ Nhị. Chầu khai cuông rồi múa mồi. Chầu Năm là vị Chầu bà cũng có thể chứng cho con ngang đệ từ đội mâm dầu trình. Đền thờ Chầu Năm Suối Lân được lập bên bờ con sông Hóa, qua cầu sông Hóa 2 thuộc huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, tên là đền Suối Lân. Dòng Suối Lân chảy cạnh đền quanh năm nước trong veo, xanh hắt. Ngày tiệc Chầu được tương truyền là ngày 20 tháng 5. 6. Chầu Lục. Tên khác: mấy Lục Cung Nương, Lục Cung Đô Thống. Đền thờ chính: đền thờ Chầu ở Hữu Lũng, đền 94, Lạng Sơn, cây xanh tuyên quang. Thân thế: theo tương truyền Chầu là con gái tù trưởng người Nùng Hữu Lũng Lạng Sơn, mẹ là công chúa nhà Trần, hạ sinh vào thượng tuần tháng 9 ngày 15 Thân. Chầu là hiện thân của Mẫu Liễu Hạnh, còn vua cha Ngọc Hoàng làm giới tránh ngọc nên bị đẩy xuống trần gian 15 năm. Chầu Lục Cung Nương, Chầu Lục vốn là người Nùng, vì vậy nên có người còn gọi bà là Mấy Lục Cung Nương. Con nhà lệnh tộc trên vùng Chính Tư, Lạng Sơn cũng dưới thời Lê Trung Hưng. Tương truyền Chầu vốn là tiên nữ trên thiên đình, chẳng may để rơi chánh học nên bị trích giáng xuống trần gian. Chầu giáng sinh vào nhà họ Trần, cha họ Trần, mẹ họ Hoàng, vốn là lệnh tộc trên miền Lạng Sơn. Lại có tài liệu cho rằng Chầu bà giáng sinh vào nhà họ Quách vào giờ Mão, ngày Mão, tháng Mão, năm Kỷ Mão, được đặt tên là Quách Thị Hồng Hoa. Được 19 năm thì mãn hạn về Chầu Đế Đình, nhưng vì Chầu còn thương nhớ phụ mẫu nơi trần gian nên Ngọc Đế cho bà hiển thánh, cai giữ miền non Hàn Sơn Trang, nơi rừng Chính Tư, Hữu Lũng. Cũng như Chầu Năm, Chầu Lục hiển ứng giúp dân làm trồng trọt. Tuy anh linh nhưng bà cũng rất đành hanh. Còn lưu truyền rằng Chầu thường cùng các bạn tiền nàng già làm các cô gái người Nùng, bán hàng, ung dung cợt khách qua đường. Chầu Lục cũng là một trong các vị Chầu danh tiếng trên Hàn, có lẽ bởi vì Chầu rất hay bắt đồng. Cũng như Chầu Đệ Nhị, người ta cũng thường hay thỉnh Chầu Lục về ngự đồng. Đôi khi Chầu Lục lại là giá Chầu về sang khăn cho đồng tân lính mới và chứng đàn sơn trang trong lễ mở phủ. Chầu Lục cũng có thể chứng mâm dầu trình. Khi ngự đồng, Chầu mặc áo màu lam hoặc màu tràm xanh, khai cuông rồi múa mồi. Đền Chầu Lục được lập tại thôn Chính Tư, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Tương truyền là nơi Chầu hạ phàm và hiển thánh, được gọi là đền Lũng hay đền Chính Tư. Trong năm ngày tiệc chầu lục có 2 ngày là ngày 10 tháng 5 âm lịch, có người nói đó là ngày đản sinh của chầu, nhưng điều này cũng chưa chắc chắn, và ngày 20 tháng 9 âm lịch, có người cho đó là ngày hóa, có người lại cho rằng đó mới là ngày đản sinh của chầu, chứ không phải là 10 tháng 5 âm lịch. 7. Chầu Bảy Tân La, Chầu Bảy Kim Giao. Thân thế, theo tương truyền chầu là tướng của Hai Bà Trưng hạ sinh ở mỏ Bạch Thái Nguyên, khi thất thế chầu hóa thân tại Tân La. Tước phong, chầu anh linh giúp dân giúp nước, các đời truy tặng anh hùng liệt nữ. Đền thờ chính, đền thờ chầu ở Tân La, mỏ Bạch. Chầu Bảy Kim Giao, chầu Bảy vốn là người mọi, chầu giáng thế để giúp dân, chầu hạ sinh vào gia đình ở đất Thanh Liên, mỏ Bạch, Thái Nguyên. Sau này chầu giúp dân dẹp loài xâm lăng trên đất Thái Nguyên, rồi bà cũng là người giúp người dân tộc mọi biết làm ăn canh tác trồng trọt chăn nuôi. Còn có người cho rằng bà chính là người dạy dân biết trồng chè tuyết. Sau này khi về thiên, chầu được giao quyền quản canh núi rừng mỏ Bạch, Thái Nguyên. Tương truyền vào những đêm canh khuya, chầu thường hiện hình dạo chơi cùng các tiên nàng hội họp giữa rừng xanh. Lại có tài liệu cho rằng bà là một vị nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng, cùng chầu Bát đánh giặc và sau được thờ tại Tân La, Hưng Yên, nên còn gọi là chầu Bảy Tân La. Chầu Bảy là vị chầu bà ít khi ngự đồng nhất trong hàng tứ phủ chầu bà, rất hiếm khi thấy có người nào hầu mà bà về ngự. Nếu có chỉ là khi về đến chính của chầu, bà ngự đồng mặc áo màu tím hoặc màu xanh, khai quương rồi bố mồi. Đền thờ chầu Bảy Kim Giao là đền Kim Giao tại Thanh Liên, mỏ Bạch thuộc tỉnh Thái Nguyên, tương truyền là nơi còn in dấu tích của bà năm xưa. 8. Chầu Bát, tên khác chầu Tám Thượng Ngàn, Bát Ngàn đại tướng Đông Nhung. Thân thế, chầu quê ở vùng Phượng Lâu Bạch Hạc, chầu giới binh khởi nghĩa theo Hai Bà Trưng. Sau khi thất thủ, chầu rút chạy từ đồng mò về Thái Bình ẩn náu trong chùa Tiên La. Khi giặc Hán phát hiện đã bao vây, chầu quyết một lòng kiên trung mở đường máu tử tiết ở giữa sân chùa Anh Linh đã dậy tiếng đồn khắp bốn phương nức tiếng âu ca đá vàng ghi tạc sử xanh muôn đời. Trải qua các triều đại sắc phong anh hùng liệt nữ, chầu về đồng mặc áo vàng chít khăn cụ ấu, ra tay dấu 8 ngón, lưng đeo kiếm cờ khai quang mua kiếm mua cờ. Đền thờ chính, đền thờ chầu ở Lạng Sơn, nơi chầu đánh trận và để lại lá cờ thần. Ở Tiên La Thái Bình, nơi chầu ẩn náu và tiết khí hy sinh. 9. Chầu Cửu, Chầu Chín Cửu Tinh. Thân thế, chầu bà vốn là tiên nữ trên thiên đình, sinh dáng ở đất Bìm Sơn, Thanh Hóa, làm phúc giúp dân. Sau này khi thác hóa, bà trở thành vị chầu bà kề cận, biên chép sổ sách bên Cửu Trùng Thiên cung Vạn Hoa Vương Mẫu. Khi thanh nhàn, chầu thường cùng bạn cát dạo chơi khắp nơi, giáng hiện tại đất Thanh Hóa. Có tài liệu cho rằng bà cũng là người cai quản chính mạch nước giếng âm dương trên đất Thanh. Theo âm Hán, Cửu là chín, Tỉnh là giếng, nên Cửu Tỉnh cũng có nghĩa là chín giếng. Có khi chầu cũng giáng ngự trong đền Song, vì vậy đôi khi người ta cũng gọi là chầu Cửu đền Song. Cũng có quan niệm cho rằng bà là Thủy Hoa công chúa, hay có một số sách nói là chầu Quỳnh, trên Thiên cung, xuống đồi ngang, phố cát, kể cận bên mẫu Liệu Hạnh. Chầu Cửu thường hay ngự đồng khi về các ngôi đền ở Phủ Dày, Nam Định hoặc đền Song, Thanh Hóa. Khi ngự đồng, chầu mặc áo màu đỏ, có một số nơi dâng chầu áo màu hồng, khai quang rồi múa mồi. Vì coi là kề cận bên mẫu, nên chầu Cửu thường được thờ chính ở những ngôi đền chính của mẫu như đền Rồng, Thanh Hóa và Phủ Bóng, Nam Định. Ngoài ra, ở một số đền còn thờ chầu làm chầu thủ đền coi giữ trong bản đền. Nhưng ngôi đền được coi là đền chính của chầu là đền Cố Chính Sòng Sơn ở Bìm Sơn, Thanh Hóa. 10. Chầu Mười Đồng Mỏ, tên khác mỏ Ba Công Chúa. Thân thế, chầu Mười Đồng Mỏ là con gái tù trưởng ở đất Đồng Mỏ, sinh thời chầu giỏi võ và kiếm cung. Khi vua Lê Thái Tổ hiệu triệu toàn dân đánh giặc, ngài đại triều đình ra sức giúp triều đình. Sau khi giặc tan, triều đình phong công, chầu giúp dân lập ấp tế chợ cứu bần. Đến mùa thu, chầu mãn hạn về tiên, triều đình phong tặng anh hùng liệt nữ. Tiếng chầu anh linh biến hiện khắp Bắc Trung Nam xa gần, nôn nức chảy hội mò Ba. Chầu được Ngọc Hoàng sắc phong khâm sai bốn phủ, một trong những vị chầu tối linh được nhân dân và con nhang đệ tử phụng sự loan giá. Chầu về ngự áo vàng khăn chữ nhân, ra tay giấu 10 ngón, lưng đeo kiếm cờ múa kiếm, mỗi cờ ngự đồng loan giá phán chỉ thông truyền chứng lễ hoa quả lương thực. Chầu Mười thường hay về ngự đồng trong các dịp tiệc vui hoặc các cửa đền ở đất Lạng Sơn. Khi ngự đồng, chầu thường mặc áo vàng, một múa kiếm, tay kia múa cờ lệnh hoặc mồi, là khi chầu sông pha nơi trận mạc. Đền thờ chính, đền chầu Mười được lập ngay sát cửa ải Chi Lăng, nơi bà Trần giữ năm xưa, chính là đền chầu Mười Đồng Mỏ hay đền Mỏ Ba, lập tại xã Mỏ Ba, thị trấn Đồng Mỏ, Lạng Sơn. 11. Chầu Bé Bắc Lệ. Thân thế, chầu Bé Bắc Lệ công chúa là con gái người Nùng ở Hữu Lũng, Lạng Sơn, bị giặc cưỡng bức đã hòa mình xuống sông Bắc Lệ. Chầu anh linh giúp dân giúp nước độ người viện sự tha hương, lúc lại hiện hóa ra người bán hàng chữa bệnh, ngài là hiện thần của mẫu đệ nhị Thượng Ngàn. Đền thờ chính, đền thờ chầu tại đền Công Đồng Bắc Lệ. Chầu bé vốn gốc người Nùng, dưới thời Lê Thái Tổ, chầu giáng sinh xuống miền Bắc Lệ, Lạng Sơn. Chầu cũng là vị có công giúp dân giúp nước. Có tài liệu cho rằng chầu bé tuy là một vị chầu bà người Nùng trên Lạng Sơn, nhưng chầu lại chính là do mẫu Thượng Ngàn hóa thân, giúp vua Lê Thái Tổ trong cuộc kháng chiến 10 năm chống quân Minh, và sau này được vua phong là Lê Mại Đại Vương. Vậy nên đôi khi chầu bé cũng được đồng nhất với bà chúa Sơn Trang. Chầu dạo chơi khắp trốn thắng cảnh hữu tình, dạy dân chúng trồng trọt chăn nuôi, lên rừng làm ruộng bậc thang, xuống sông suối đánh bắt cá tôm. Tương truyền, Chầu Bé có phép thần thông do Đức Thái Tổ ban quyền có thể lay núi chuyển ngàn. Đôi lúc dòng chơi Chầu lấy tàu lá giả làm hàng bán để trêu đùa người trần gian. Từ đành hành sắc sảo, nhưng Chầu cũng hết sức nhân hậu, có việc giữ lành Chầu đều mách bảo cho người trần. Chầu Bé cùng với Chầu Đệ Nhị và Chầu Lục là một trong ba vị Chầu Bà trên thượng ngàn hay về ngự đồng nhất. Tuy thứ bậc Chầu gần như là cuối cùng trong hàng tứ phủ Chầu Bà, nhưng không một ai hầu mà Chầu không ngự đồng. Chầu ngự về đồng thường hay mặc áo đen hoặc xanh tràm, còn trước đây Chầu chỉ mặc quầy và áo ngăn đến hông, chân đi xà cạp, trên vai đeo gùi hoa. Chầu về đồng thường khai quang rồi mỗ mồi. Đôi khi Chầu Bé có thể giống như Chầu Đệ Nhị và Chầu Lục. Chầu về trứng tòa sơn trang trong đàn mở phủ, sang khăn cho tân đồng hoặc trứng mâm dầu trình. Đền thờ chính của Chầu Bé là ngôi đền nhỏ bên cạnh đền Bắc Lệ ở xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Với ngày tiệc Chầu thì có nơi nói là 12 tháng 9 âm lịch, còn nơi nói là 19 tháng 9 âm lịch. Ngoài Chầu Bé Bắc Lệ ra thì ở một số bản đền có các Chầu Bé cũng trên thượng hàn, là Chầu Bé coi giữ ở đền đó và chỉ khi về chính đền, các vị đó mới ngự. 12. Chầu Bà Bản Đền. Tên khác, Bản Đền Công Chúa hay Thủ Điện Công Chúa. Thân thế, Chầu là hiện thân của các vị thánh mẫu tùy vào bản đền đó và địa phương mà ngài thị hiện. Vì vậy Chầu về đồng các màu sắc, thường người hầu Chầu thủ đền vào đầu năm thì mặc áo hồng khăn hồng, cuối năm thì mặc áo xanh khăn xanh. Hiện nay người ta không hầu và cũng không biết đến giá Chầu nữa, nhưng văn Chầu thủ đền và một số nơi vẫn được lưu giá và hầu ngài.